Đố ai biết shop nick Liên Quân nào uy tín mà giá lại rẻ nhất Việt Nam? À nói cha mày chứ, shop nào vậy? Shop aqlq.vn chứ còn đâu nữa. Vào mua ủng hộ nha. Rồi Zuka, bỏ mẹ Zuka rồi. Zuka thấy bà Zuka luôn rồi. Rồi Zuka, trời ơi. Đồ chết à. Ồ Zuka không chết anh em ạ, à. Rất chi là hợp lý. Ai ôi, thôi anh em ơi, nó bắn. À đi nó được bắn này. À đi nó được bắn này, chết đi. Này thì được bắn này bưởi. Rồi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Joe Game. Ok, thì anh em thấy điều gì đặc biệt không? Bản glass của chúng ta kìa. Đó, trời ơi, đây là các con đây. Rồi, bây giờ lên cái này hơ mạc đã. Ok anh em, thì hôm nay mình sẽ làm video rủa một bạn Việt đi chôn game ra nó như thế nào nha anh em ơi. What the hell? Thì tất nhiên video nó cũng mang tính chất là vui vẻ thôi, anh em không phải căng thẳng nhiều đâu anh em ơi. Rồi ok, thì hack tiếp tục câu kéo bên kia, mình lại sang bên này cấp bùa nha. Hôm nay mình sẽ đánh vị tướng Elsu nha anh em ơi. Trời ơi, thế là phê quá đi. Rồi đó, ui trời ơi, Greg làm được việc đấy. Ok, anh chàng Subin của chúng ta đã kéo thành công con mùa xanh và làm cho thêm địch rất chi là căm lợ. Rồi, Greg càng cong bông chạy và không chạy được rồi anh em ơi. Ok. Rồi, rồi à, nó ăn mất con bùa một con quái của mình rồi. Ngu ngậy. Ok, trời ơi, thì mình đã cướp được con bùa đỏ của team địch rồi anh em ơi. Đó. Thì bây giờ mình lại trở về cái vị trí AD của mình thôi nhỉ. Chuẩn bị xuống đường dưới. Thôi, mãi không thấy rừng nó sang ăn con quái này. Và mình sẽ di chuyển xuống đường rồng để đi lại nha. Trời ơi anh em nhìn đi. Anh em nhìn Greg đi, Subin chính hãng của chúng ta đấy nha. Trời ơi, ông nào bảo fake vào đây nói chuyện với tôi cái nhé. Rồi, giết luôn. Giết luôn anh em ơi. Rồi, rồi. Mày chạy đi đâu. Mày. Ôi, thôi, 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 ngu ngây ơi. Sao vào đấy lại xịt ta. Rồi, phát này thì trúng nhưng mà nó có lại hồi lại máu rồi anh em ơi. Ngu ngây, phát đấy mà không giết được con AD thêm nó. Mình tưởng là ngu ngây ở đây. Ok. Thì Greg đã biến về rồi. Chúng ta cùng farm tiếp nào, trời ơi. Na của nó mất một con bùa, hai con quái với hai con bùa. Vẫn lên được level 4 rồi anh em ạ. Sao thằng này nó farm ác liệt thế. Ôi từ từ thôi, làm gì mà căng vậy. Ôi ôi, mở gan gà chết ngoép càng cu luôn rồi. Rồi làm gì, mày bưởi chúng rồi nha. Giết luôn. Ôi dồi, ôi dồi, bị nó thông bông rồi. Rồi thì anh em muốn mình rủ youtuber nào đi chôn thì cứ comment xuống bên dưới nha. Ok, mình sẽ cố gắng làm video cho anh em xem thật là hay nha. Rồi, dừng đâu lên ăn rồng nào em ơi. Trời ơi. Ý trời ơi. Ok anh em ơi. Trời ơi, ăn gần xong ăn rồng rồi. Dừng mày có ra đây để ăn không. Ok rồi, chúng ta sẽ cùng đến với màn ăn rồng rồi, xong ăn được con rồng rồi. Quay quay quay, ui ui, bùa kia. Rồi thôi, ui không ăn được à anh em ơi. Rồi rồi, mày chết đi. Chết đi, rồi mày dám giết đồng đội tao à. Thôi. Em đâu hết rồi. Bạn cứ gặp phát đấy, sao ông dừng ông chạy xa đi. Không ăn nhau à. Ôi trời ơi. Chết tôi không chứ đi. Rồi. Ở không sao hết, chúng ta sẽ lên lại rồi. Thôi mất bà cái trụ rồi. Trời ơi, Caffeine nó xấy trụ thì khỏi mày bàn anh em ơi. Mất to cái trụ của tôi rồi. Rồi, bắn lại xịt luôn. Nhưng mà xịt thì làm gì. Đây, tao dí ẩn vào đít mày, tao bắn theo nó xịt không nhá. Rồi. Tôi bị chửi ngu anh em ạ. Trời ơi, bạn mờ gan gà, bạn cứ sân si, bạn chửi mình từ nãy không à. Chết từ không chứ lị. Để là cái tần đó. Ngu ngươi. Ok, thì không sao hết, chúng ta sẽ tiếp tục farm mà đẩy lấy cái nhà chính của em địch là mục tiêu anh em ơi. Ôi giời ơi, tôi thấy mẹ rồi. Hút nó đi. Giết luôn. Rồi chạy 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 chạy, em về đây. Kệ Greg nhá. Kệ Mobile Việt, chúng ta về thôi. Ok.
Rồi thì anh em để lại comment xuống bên dưới giúp mình nha. Anh em thấy như ai bảo đây không phải nick của Mobile Việt nha, thì anh em có thể comment xuống bên dưới thảo luận nha. Trời ơi, trời, lại bảo không phải đi. Ai lêu lêu em ghê. Rồi rồi, mày giết luôn. Ê chà chà. Ô á á á, mày bố láo à mày. Chết đấy. Trời ơi, thế là ngu người. Mày dám giết đồng đội tao à? Mày định giết đồng đội tao phải không? Chết đấy. Ok rồi, thì chúng ta sẽ vào con rồng để ăn rồng tiếp nha. Ăn rồng nào. Úi trời ơi, giết luôn. Rồi, định là phê đó. Úi dồi ôi, mắn đạo rồng đánh đau ấy. Từ từ, anh rồng đẹp dai. Wow, trời ơi, đau. Đau, úi trời ơi. Này thì đau này bư ấy. AD nó anh em ơi. Thôi, đây rồi. Rồi, chạy mất rồi. Mình đi hơi bị sai anh em ạ, mà gần chắc nó cũng vẫn chạy mất rồi à. Wow. Đừng từ từ nào. Mày bắn tao à, thôi. Bắn xịt là cái nghề của mình rồi. Ok thì... anh em ơi, trời ơi. Rồi, bắn trụ à. Tôi ăn cước rồi. Thấy mẹ rồi, chạy. Chạy không có nhiều. Không biết lên mà chạy rồi anh em ơi. Rồi, Amelie ra rồi. Chết đấy. Ôi trời ơi, ăn đi à mày. Đứa, chúng mày định làm gì á? Chúng mày định làm gì á? Chết đấy. Ôi dồi, châu đừng khóc. À để chết, không em đánh nữa luôn này anh em ơi. Anh xin. Thơm thịt. Quá là thơm thịt luôn anh em ơi. Trời ơi. Các bạn định làm gì? Rồi, nó lại ăn xong con bùa rồi. Rồi mình chạy quanh đây. Đi đặt cái kin 1 anh em ơi. Đấy tầm nhìn mát. Mình lâu lâu mới cầm lại Elzu cũng quên mất, tình hoảng quên mất không đặt này kin 1. Ngu người thật đấy. Rồi Subi này lên đây nào. Giết đi. Kéo nó, kéo chuẩn vào. Ui giời ơi, giờ là kéo shit đấy trời. Rồi ok. Mày chạy à tôi. Nó chạy ngang sang thế thì mình bắn shit mất rồi. Ok. Ui già già, mày bắn ghê đấy. Mày bắn ghê đấy. Ôi giời ơi, con trâu nó chắn. Bắn lệch tí thì không trúng anh em ơi. Rồi, rồi nó chết mất rồi. Kéo được cái hỗ trợ nó luôn ạ. Định là ngu nghệ, mày giết luôn. Chạy đi luôn mà cái sâu này. Giết luôn anh em ơi. Chơi luôn. Ok đấy. Mình chạy cái bưởi. Rồi, xuống lấy trụ này. Trụ này bưởi. Anh lại sợ trụ quá nhỉ. Rồi ăn rồng nào. Ấy da. Bạn nào bạn định làm gì ạ? Ra đây mình giết bạn luôn đấy. Ở bùa này Greg đâu, dạo dĩ chi. Rồi anh mua ba Việt chụp chúng ta rồi. Vào vị trí nào nhanh ấy. Bắn nha, giết luôn nha. Rồi. Nó ăn mất rồi. Giết luôn. Thôi đi sư mày con trâu. Trâu nó dọn chết mày rồi. Để xem Amelie làm được gì nha. Anh em hãy chờ xem Amelie của chúng ta. Đâu rồi. Vâng, chúng ta sẽ cướp được rồng. Ok anh em ơi. Rất là vỗ tay cho Amelie. Mà Amelie cũng là lên bảng điểm số luôn chơi. Nhạy. Ý là già lại chỉ đòi. Bắn như con quần què vậy. Ok man. Uầy. Na cà rốt này mày. Mày định ăn tao á mày. Ui dồi ôi, con trâu này. Mình sợ con trâu này. Úi là già, tắt đấy. Giật nó vào cơ lại. Quất nó luôn này. Và trời ơi, lính nè. Rồi Zuka đang đi để lén anh em, cố trụ đi anh em ơi. Giết luôn. Rồi, mẹ trâu à bưởi. Nào chúng mày chạy đi đâu nào, Hả, chúng mày chạy đi đâu nào. Chết đấy. Giết luôn. Úi ôi, thôi, em về. Không đâu, chả dép bố về. Úi dồi, bắn đau chưa anh em ơi. Hay lắm. Rồi, Greg kéo lại chi tiếp rồi. Trời ơi, Mobile Việt gì kéo. Hẻo thế. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng đi lên trên này xem bộ xanh của nó còn không nào. Rồi, hết trơn rồi. Rồi, ăn tạp con này đi.
bán cá giá tội 1.700 đam rồi anh em ơi. Thịt này ghê quá đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi lên trên này. Thủ ở đây, cửa rách đâu, dạo dễ chi, kéo nó vào đây để hấp diêm nào. Rồi đi đánh con trâu làm cái gì? Đó, phải đánh cái thằng đó, đánh cái thằng ma cà rốt kia. Rồi thôi 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 thôi, chạy đi, vắt chân lên cổ mà chạy đi. Rồi, ui rồi ôi, nó đau thôi, chết thấy mẹ rồi. Ngoéo càng cua luôn rồi, rồi anh em cố lên. Hay lắm, giết được Ali rồi, không sao hết. Chắc mình chưa thua nha. Ui trời ơi. Ui, còn mới Glack anh em ơi. Cố lên Glack ơi, Glack đừng có chết nha. Hãy xem Subin của chúng ta gắn tem đi nha. Rồi. Rồi tiếp theo là cái gì đây? Vâng, chúng ta vẫn chưa thua. Các bạn chưa đẩy vào trụ anh em ơi. Chưa mất trụ là chưa thua. Ok rồi đấy. Rồi lên luôn. Ui ôi, chúng ta thần kìa. Chúng ta thần kìa, bớ người ta. Lên nào. Rồi không kịp rồi. Trời ơi. Ui trời ơi. Chúng ta đợi thêm vài giây nữa. Mình lên có vẻ là nó đỡ không. Rồi không sao hết, lại chấp các bạn con tạp thuần anh em ạ. Không gì phải cay cú cả. Ok. Thôi từ từ. Rồi để sang đây đẩy bỏ con này đã nào anh em. Lại đánh nhau rồi, tem thiếu bao nhiêu người này. Về đi, trời ơi. Các bạn làm trò gì vậy? Chết đi. Trời ơi, mày chạy đi đâu, mày chạy đi đâu con sâu này. Mày bưởi, tao phải tốc biến lên, lên tao bắt mày. Rồi hay lắm kéo ơi. Kéo, một pha kéo rất chi là đẹp rời của kéo. Rồi các bạn chạy hộ, các bạn chạy hộ, ôi ôi, bắn xịt con mía nó rồi. Này này thì xịt này, các bạn chạy hộ mình cái. Rồi ôi thôi, con AD nó vẫn chạy được rồi anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đuổi con Cavani nó đến cùng trời quay đất luôn anh em ạ. Mày lên ăn bùa phải không? Không phải, đây đây rồi. Úi là nước rồi, nó cái tốc độ hút máu của nó kìa. Này thì hút máu này bởi chết đấy. Mày vào gần tao thì mày chết chắc rồi con ạ. Ngu người. Anh xin nhá. Trời ơi, về quá anh em ơi. Trời, đó, em mình chấp các bạn ý lần lượt các lần ăn được bùa to luôn. Nhưng mà các bạn ý vẫn không thắng được anh em ạ. Đó, em mình đánh quay. Rồi, không cái em được con bùa xanh rồi. Ok, đẩy bỏ mấy con lính dưới này đã nào anh em. Từ từ, em còn thiếu người kìa. Để mình đẩy lính lên cao tí nào anh em ơi. Rồi. Rồi đừng có đánh nhau. Rồi Zuka, Zuka làm được gì không? Rồi Zuka bỏ mẹ Zuka rồi. Zuka thấy bà Zuka luôn rồi. Rồi Zuka. Trời ơi. Đừng chết nha. Ủa Zuka không chết anh em ạ. Rất chi là hợp lý. À ôi tôi anh em ơi, nó bắn. AD nó được bắn này. AD nó được bắn này. Chết đi. Này thì được bắn này bưởi. Rồi. Rồi. Rồi, mình làm cái nhẹ cái triple kill anh em ơi. Quá là phê mà. Trời ơi, các bạn định làm cái gì á? Ấy dễ ơi. Đó, chấp thêm bạn bao nhiêu lần rồi mà các bạn không thắng được. Ấy. Rồi. Chúng ta kéo ván này cho mình đẩy lên thắng luôn nha. Anh em có ý tưởng gì hay là muốn mình dụ YouTuber nào chơi vào chung game nữa thì anh em nhớ comment xuống bên dưới nha. Đó, trời ơi, thì đẹp phê quá đi. Hôm nay mình rửa mobile Việt trên game là anh em thấy có ai không? Anh em thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Và đừng quên comment ý kiến của anh em xuống bên dưới cho mình biết nha anh em. Trời ơi, thì đẹp phê quá đi. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.